trở lại với Từ Ca TV. Không khí Giáng sinh đang tràn ngập khắp mọi ngả đường. Và hôm nay anh em chúng tôi đang có mặt tại nhà thờ Sơn Thủy, xã Sơn Thủy các bạn ạ. Và để truyền tải những cái không khí Giáng sinh đến với tất cả mọi người thì xin mời tất cả các bạn chúng ta cùng trở lại theo chân chúng tôi đi trải nghiệm thực tế và tham gia công tác chuẩn bị cho ngày lễ Noel vào tối 24 này như nào. Các bạn nhớ theo dõi clip này nhá. Theo dõi nha anh em nha. Rất là ok nha. Như vậy là hôm nay mới là 20 thôi nhưng mà chúng tôi đã thấy là ánh đèn rất là rực rỡ và rất là lung linh các bạn ạ. Các bạn ở đây thấy một lá cờ rất là lớn ở đây đại diện cho không khí Giáng sinh tại nhà thờ xã Sơn Thủy.
không sân rất là giận ngại thì các cháu nhỏ còn đang vui chơi đá bóng rất đẹp quê luôn, rất là vui các bạn ạ. Không khí rất chi là trong lành các bạn nhé, rất là đẹp anh em nhé. Ai có nhu cầu về đây tham quan du lịch thì liên hệ với kênh Chú Ca TV nhé. Kênh Chú Ca TV hay chuyên đi khám phá gọi là nơi chưa từng đến luôn. Đấy, anh em nào nếu mà thấy yêu thích thì liên hệ với kênh Chú Ca TV của chúng tôi nhé. Đây là rất là đẹp luôn các bạn. Đây là cổng lối đi vào. Đây gọi là đường lên thiên đường. Đây là đường lên thiên đình đấy, lên thiên đây đỉnh. Là gọi là đường mà động thăng thiên. Động thăng thiên đúng mà động thăng thiên. Động Giáng sinh. Giới thiệu các bạn đây là hàng gì? Ben Lem nhá. Đó. Hàng Ben Lem à. Đây là giới thiệu các bạn đây là hàng đá thật nhá. À, đây là hàng đá thật luôn. À. Không phải là giả nhá. Không phải là giả nhá. Hàng thật đấy. Rất là đẹp luôn. Rất là đây là nhà thờ Hoàng Xá thuộc ở Thanh Thủy Phú Thọ. Thanh Thủy Phú Thọ các bạn nhé. Đây này, đây cũng là hang đá này. Đó. Hang đá nhá.
rất là đẹp luôn. Đây. Đây. Noel 2018 mừng giáng sinh nè. Giáo họ Hòa Xá nha mọi người nha. Bây giờ đi vào. Rất là đẹp luôn. Đây là đá thật rồi. Đá con. Ra ngoài này con. Đá Ninh Bình về đấy. Thì ông bao nhiêu tô chở nguyên tiền cước cái chiếc toy cái đá Ninh Bình cái đá. Đá này đá làm bằng bát chứ đơn giản đâu, đá Ninh Bình. Ui, bênh nhiều sốt không phải được ạ. Ừ, dạ. Đá Ninh Bình chuyển đá. Đá này đá. Đá chốt cái đá của chân ta làm. Hàng đá rất đẹp nha các bạn ơi. Đây các bác đang làm. Độc cao lên. Bên này ánh sáng là không. Đá toàn đá trẻ, toàn đá đá non bộ. Đá toàn đá non bộ. Làm cái này thì mất bao ngày bác? Làm này mất bao ngày bác? Nửa tháng nay rồi. Mới có nửa tháng nay thôi. Nửa tháng thôi. Nó cứ nhìn luôn coi là cứ ghép như kia chẳng biết là mất bao nhiêu công rồi. Mấy chục tấn xi Hải Phòng. Thôi chả phần chất cỡ đâu. Đấy cho cái dây ấy vào đấy thôi. Đấy làm một cái hang đá như thế này rất vất vả các bạn. Các bạn có thể thấy cao trên khoảng độ gần chục mét. Cả một cho chung và chỉ có cái hang chung hẳn vào trong đó này là coi như là có một cái hang đá. Thôi đừng gảy nữa, gảy ra đấy đấy. Bỏ ra bỏ ra. Chính là từ ngày mà khi Đức Bà có chửa là nghe tin con trai sau chiếu âm là kiến thức cánh chú mới làm. Đấy chú. Còn những con gái con chú không làm đâu. Nói thật đấy. Chắc con trai mới làm. Con trai mới làm. Ngày đấy Đức Bà nó chiếu âm ra con trai mới làm. Con trai mới làm đấy. Bỏ tay. Nên làm. Các bác rất chi là tháng 10 ngày, chú làm 2 tháng 10 ngày. Thế Đức Bà có chửa được 8 tháng thì mình làm. Lúc cho 9 tháng rồi mới ra con trai. Rồi, ra các cụ nhớ. Cố 10 ngày xong. Rồi. Thế thôi, chú nhìn vào trong đang có nó ngon lên kìa. Đẹp ơi. Đẹp. Rồi. Rồi chắc cần đâu mai đặt cái cây vào đấy cơ mà. Rồi đại đi. Có lá nữa. Cái này chưa cắm điện được không? Chưa. Hơi tối. Cắm vào thời gian anh Minh. Vẫn phải có dây thiên môn cuốn rồi. À, có dây nữa Minh ơi, dây này to rồi. Đây là cá nha các bạn. Dây này là to rồi. Con dây là to kệ đó, nhưng dây to rồi. Đấy. Có cả cò này. Thả được mấy đầu dây chìm vào dưới nước không? Dây dài không đấy? Ừ, như có cần dây điện dài không? Cần dài thì mình hoàn thiện thứ làm. Ở trong cháu vừa vào cũng chưa.